tại phiên trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã đề cập đến vấn đề buôn lậu và gian lận thương mại còn tồn tại ở nhiều địa phương. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất thu thuế, giảm tính ổn định của thị trường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và lòng tin của người dân. Gần 8.000 sản phẩm thời trang nhập lậu và giả mạo thương hiệu nổi tiếng ở Quảng Ninh, tất cả đều không có hóa đơn giấy tờ, không chứng nhận hàng hóa xuất xứ. Các mặt hàng được kinh doanh chủ yếu qua nền tảng thương mại điện tử. Vào trung tuần tháng 7 năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên 100.000 sản phẩm hàng lậu, hàng giả, hàng cấm tại các cơ sở dịch vụ biêu chính nằm trong khuôn viên cảng ICD Mỹ Đình Hà Nội. Số hàng hóa này được đóng trong các thùng các tông, bao tải, túi ni lông, bên ngoài có dán các thông tin về chủ hàng đang tập kết tại cơ sở dịch vụ biêu chính Thuận Phong để chuẩn bị chuyển phát. Đây là một trong những vụ việc có số lượng hàng lậu lớn nhất từng được phát hiện có cả một cái khoảng trống ở trong các văn bản quy phạm pháp luật khi không ràng buộc trách nhiệm của các đơn vị vận chuyển khi nhận hàng hóa thì đây là một trong những khó khăn rất khó cho lực lượng quản lý trường trong xử lý nếu như không thì chúng tôi lại phải chuyển toàn bộ những cái vụ việc như vậy sang xử lý là hàng hóa không có chủ hàng hóa vô chủ và như vậy là chúng ta chỉ giải quyết được cái mặt ngọn còn lại các cái chủ thể vi phạm pháp luật thì chúng ta sẽ rất khó để xử lý các nhóm đối tượng này. Trong 10 tháng năm 2020, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện xử lý hơn 138.000 vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, trong đó khởi tố 1.497 vụ việc, 1.800 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.386 tỷ đồng yêu cầu cơ quan thuế, cơ quan hải quan tăng cường quản lý công tác hành thu, chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu và gian lận thương mại, chú trọng tập trung phân tích nguyên nhân nợ thuế, phân nhóm các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 trên cơ sở đó áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp. Trong bối cảnh nhiều ngành hàng trong nước đã và đang lọt vào tầm ngắm của các nước do lo ngại vấn đề xuất xứ, những tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác điều tra trinh sát, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, phổ biến pháp luật về kinh doanh đến các hộ buôn bán kinh doanh trên địa bàn, hướng dẫn người dân lựa chọn và phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng.